Rồi như vậy biểu thức chính quy. Bây giờ mình sẽ đặt một cái vấn đề thế này. Đặt vấn đề của chúng ta là chúng ta sẽ nhập, tức là chúng ta sẽ có cái danh sách sinh viên mới. Mới tức là chưa tồn tại trên hệ thống mà người dùng sẽ nhập vào. Giả sử cái mã số sinh viên đó không phải là máy nó tự sinh mà do chính người nhập liệu nhập vào. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái danh sách sinh viên. Sẽ có là số thứ tự, mã số sinh viên và họ tên. Ví dụ như thế. Số thứ tự một, mã số sinh viên, giả sử là sinh viên của chúng ta. Vậy thì mã số sinh viên của các bạn là gì? P, S, gì nữa này? Ví dụ sinh viên của lớp mình PS 20, số 2 phía trước. Ví dụ PS của chúng ta 20109. Hoặc là 20101. Đó là một mã số sinh viên của bạn A. Bây giờ đối với bạn B, chúng ta nhập vào BA 20102 đối với bạn B. Theo các bạn, đúng hay sai? Tại thời điểm này, nếu như chúng ta nhìn vào cái danh sách mã số sinh viên của lớp mình thì mình thấy rằng chỗ này chữ A là sai. Đúng không? Chữ A là sai. Rồi giả sử bạn thứ ba, người nhập liệu nhập vô rằng PS 2103, bạn C, đúng hay sai? Đúng hay sai? Lý do sai chỗ này, lý do chỗ này đúng hay sai mà lớp chúng ta cũng gặp nhiều lắm đó, đúng hay sai? Sai. Lý do gì? Sai do gì? Thiếu số 201 chứ không phải là 21, đúng không? Mã số sinh viên của chúng ta là có hai chữ và năm số, được không nào? Như vậy thì giả sử trong trường hợp này B là gì biết không các bạn? B là gì? Viết tắt của gì? À, poly. S là gì? Student. Không. S là mã số sinh viên của mình, có ai khác BS không? B gì? Hả? B gì? BH. Ok. Vậy S là Sài Gòn, H là Hà Nội. Đó là cơ sở của Poly, đặt ở đâu thì lấy chữ cái đầu ở đó là ký tự thứ hai. Nhớ nha, ký tự thứ hai là chữ S hoặc chữ H. Vậy các bạn có thể nghĩ ra ký tự thứ hai còn gì của Poly nữa nào? Khá nhiều đúng không? Ví dụ Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương, ví dụ như vậy. Được không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu suy nghĩ nè. Vậy thì chỗ này sai, chỗ này sai. Sai là do gì? Do ký tự thứ hai không tồn tại. Ví dụ như vậy.
Không tồn tại. Có tỉnh nào bắt đầu từ chữ A không ta? An Giang, ví dụ vậy đúng không? Mai mốt mà mở An Giang thì có chữ A. Mà mình giả sử thôi, tại vì mình cũng chưa control hết được cái dữ liệu của mình là gì. Nhưng mình có thể phân tích cái mã số sinh viên của Poly là mình sẽ phân tích ký tự thứ nhất. Ký tự một ha, thì nó là ký tự một. Ký tự một của mã số sinh viên Poly là chữ P. Ký tự hai của mã số sinh viên, mình giả sử là có Sài Gòn, Hà Nội, Cần Thơ và Đà Nẵng. Ví dụ vậy, mình có bốn cơ sở đi. Hiện nay Poly mình có nhiều cơ sở, nhưng mà mình giả sử dữ liệu của mình có bốn cơ sở, thì mình có ký tự thứ hai có thể là Sài Gòn, có thể là Hà Nội, có thể là Đà Nẵng, có thể là Cần Thơ. Như vậy ký tự thứ hai có thể xuất hiện bốn ký tự này thôi, còn những ký tự khác là sai, được không? Là mình quy định ký tự thứ hai chỉ xuất hiện những ký tự này. Ký tự thứ ba là gì? À, nó là một số. Vậy ký tự thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy là gì? Số hết. Như vậy chỗ này mình viết chung là 3, 4, 5, 6, 7 đều là số. Vậy chỗ này bao nhiêu ký tự đây? Bao nhiêu số đây? 5 số. Chú ý từng cái thầy nói nha, 5 số. Chỗ này là 5 số. Rồi, ký tự số. Vậy thì biểu thức chính quy ra đời nhằm mục đích gì? Giả sử trước đây bạn nhập vào là điểm đi. Bạn nhập 12 đúng hay sai? Sai. Bạn nhập âm 4 đúng hay sai? Bạn nhập vô 9 đúng hay sai? Đúng. Vậy mình lập trình C, mình đã làm được việc này để ràng buộc điểm phải nằm từ 0 đến 10, mình làm được chưa? Rồi. Và tương tự trong Java mình cũng có thể làm được. Nếu mã số sinh viên mà thầy quy định rằng thầy cho nó nhỏ này là tí, thầy quy định rằng ký tự thứ nhất là một, ký tự thứ hai là SHDC, ký tự 3 4 5 6 7 là số. Nếu như mà chương trình của mình yêu cầu nhập vào một mã số sinh viên, các bạn có thể đi kiểm tra theo đúng quy chuẩn này được không? Chắc chắn được đúng không? Mình tách chuỗi ra, mình kiểm tra từng ký tự một nó có nằm trong cái khoảng đó hay không, được đúng không nào? Nhưng rất phức tạp, mình phải tách chuỗi ra, chưa kể là nó lặp đi lặp lại phức tạp nhiều lần. Thì cái việc mà chúng ta tách chuỗi và kiểm tra thì rất mệt, chứ không phải là không được. Rất là may mắn trong Java người ta hỗ trợ cho mình một cái quy chuẩn, để khi mình đưa ra quy chuẩn đó, mình chỉ cần approve cái chuỗi mình mới nhập đó thì nó so khớp với quy chuẩn đúng hay sai. Nếu đúng thì nó cho kết quả là bạn đã nhập đúng. Còn nếu sai quy chuẩn thì nó kết luận cho mình là nhập sai. Như vậy trong trường hợp này sinh viên này PS theo quy chuẩn này là đúng rồi. Chỗ này ký tự thứ hai không có xuất hiện A thì cái này sai.
Cái thứ ba, B là đúng, S là đúng, 5 số phía sau mà ở đây có 4 số thôi. Sai. Giả sử bạn sinh viên thứ 4. Bạn sinh viên thứ 4 này đúng ra là dữ liệu được nhập phải là PS 2 0 1 0 4. Giả sử dữ liệu phải nhập là như thế này. Mà cái người nhập liệu người ta là nhập BH 2 0 1 0 4. Theo các bạn, chỗ này nó trả lời đúng hay sai? Đúng hay sai? Chương trình của mình khi mà enter một cái nó kiểm tra theo các bạn đúng hay sai? Đúng nghe. Đúng. Bởi vì ký tự thứ nhất B có. Ký tự thứ hai có. Năm ký tự tiếp theo số có. Và cái mã số sinh viên này đã tồn tại trên hệ thống chưa? Chưa. Thầy đang giả định là nhập mới. Cho nên mã số sinh viên này hoàn toàn đúng để gán cho bạn D. Nhưng thực chất đây là mã số không mong muốn. Coi như là sai. Như vậy, biểu thức chính quy chỉ hỗ trợ mình loại trừ những trường hợp mà chắc chắn sai. Còn lại trường hợp này có thể đúng, có thể sai. Nếu bạn D này học ở cơ sở Hà Nội thì đúng. Còn bạn D này học ở những cơ sở khác thì không đúng. Tức là nhập học á, còn lúc mà học thì chuyển đi đâu cũng được, đúng không? Lớp mình là đề đơn cử. Như vậy thì biểu thức chính quy nói tóm lại là đưa ra một cái quy chuẩn để khi mình nhập liệu mình kiểm tra là cái đoạn dữ liệu bạn nhập đó đúng chuẩn hay không. Và nó so khớp, nếu đúng chuẩn thì nó cho nhập, còn không đúng chuẩn thì thôi. Và cái việc thay vì chúng ta kiểm tra từng ký tự thì ở đây nó đưa ra một cái chuỗi, chúng ta sẽ kiểm tra rất nhanh. Rất nhanh. Và cái cách kiểm tra của người ta, cách kiểm tra của người ta ví dụ như thế nào. Như vậy thì biểu thức chính quy nói tóm lại sẽ giúp chúng ta loại trừ tất cả những trường hợp nhập liệu mà chắc chắn sai. Mà khi các bạn loại trừ được việc này thì dữ liệu của các bạn đỡ lắm á. Nếu mà bạn không có biểu thức chính quy này, cộng tác viên nhập nhiều khi thiếu, thiếu số cũng không biết, dư số cũng không biết, nhầm ký tự cũng không biết. Ví dụ ký tự thứ hai của mình là chỉ có bốn ký tự này thôi, mà bạn cộng tác viên nhập vô là những ký tự khác cũng chấp nhận luôn. Như vậy cái xác suất mà bị sai rất nhiều. Còn khi mà chúng ta áp dụng biểu thức chính quy thì cái xác suất sai nó hạn chế đi gần như rất rất lớn đó. Cho nên biểu thức chính quy rất là hay. Rồi, chúng ta sẽ ví dụ ở chỗ này về biểu thức chính quy. Vậy chúng ta đọc biểu thức chính quy như thế nào? Đọc biểu thức chính quy như thế nào? Biểu thức chính quy nó có những thành phần mà các bạn sẽ đọc ở đây. Nó có hai phần. Phần thứ nhất, loại ký tự xuất hiện là gì? Phần thứ hai, loại ký tự đấy xuất hiện bao nhiêu lần? Đây, người ta phân thành màu đỏ và màu xanh. Màu đỏ là loại ký tự thì nguyên bản. Số lần xuất hiện là màu xanh là nguyên bản. Vậy mình dựa trên cái bảng này để mình làm biểu thức chính quy cho mã số sinh viên của Poly như thế nào? Thứ nhất, loại ký tự thì nó sẽ có. Nếu người ta ghi x, y, z trong dấu ngoặc vuông thì
Ở tại vị trí này chỉ xuất hiện X hoặc Y hoặc Z là đúng, còn lại là sai. Nếu đặt trong dấu ngoặc vuông. Còn nếu như mình muốn chỉ định một ký tự đích luôn, đích danh luôn, thì mình ghi trực tiếp. Không có ký tự đại diện, ghi trực tiếp luôn. Vậy thì mình áp dụng cái đó. Mình sẽ làm cho biểu thức chính quy của poly. Thầy giả sử chỗ này. Biểu thức chính quy của poly của thầy sẽ là gì đây? Rồi. Thầy ví dụ, ký tự thứ nhất thầy đặt chữ P. Ký tự thứ nhất là chữ P. Ký tự thứ hai chỉ có S, H, D, C. Thì hồi nãy mình nhìn ở trong cái phần PowerPoint, mình muốn thể hiện được S, H, D, C thì mình ghi sao? Nằm trống cặp dấu ngoặc vuông. Rồi, ok. Cặp dấu ngoặc vuông. Như vậy chỗ này mình sẽ đặt nó trong cặp dấu ngoặc vuông HSDC hoặc là CDHS là tùy, muốn đặt sao cũng được. Miễn là nó có S, H, D, C đóng ngoặc vuông lại. Đây là loại ký tự xuất hiện. Và số lần xuất hiện của những ký tự này mấy lần? Mình muốn mấy ký tự mà có ký là HSDC? Một ký tự thứ hai thôi. Chỉ có một lần duy nhất thôi. Như vậy, số lần xuất hiện ở đây MN hoặc là N hoặc chấm hỏi hoặc là sao hoặc dấu cộng hoặc là không có gì. Vậy mình chọn cái nào? Không có gì. Tức là không cần ghi gì thêm hết. Là xuất hiện một lần. Được không? Rồi, tiếp tục. Cái của mình cần nữa là gì? Số. Số là loại ký tự là số. Và xuất hiện mấy lần? 5 lần. Vậy loại ký tự của mình là số. Bên này làm sao mình đại diện ký tự số đây? Là gì? Không gạch chính nằm trong cặp dấu ngoặc vuông hoặc là xiết d nhỏ, d nhỏ khác d lớn khác nha, xiết d nhỏ. Như vậy chỗ này mình sẽ là 0 trừ 9 xuất hiện mấy lần? 5 lần con số, 5 lần số. Như vậy vậy thì nó nằm trong cặp dấu ngoặc nhọn. Và đây là số 5. Và kết quả biểu thức chính quy cho mã số sinh viên của Poly. Mình nhìn vô biểu thức chính quy này, mình có thể đọc ngược lại không? Mình có phải mô tả, diễn tả ngược lại cái biểu thức chính quy này muốn kiểm tra cái gì không? Được không nào? Đọc được không? Rồi, bây giờ mình sẽ code thử ha. Nhập biểu thức chính quy của mã số sinh viên và kiểm tra đúng hay sai theo cái chuẩn này. Theo cái chuẩn này. Như vậy chúng ta sẽ code thử. New một project mới. Biểu thức chính quy biểu thức chính quy bây giờ nhiệm vụ của mình sẽ dùng cái why. Mục đích của thầy là làm gì ta?
Nhớ không? Mục đích của thầy làm gì chỗ này vậy? Why to để làm gì? Để làm gì? Tự nhiên cái vô why to. À, mình đang code, mình đang test. Thì mình muốn cái công việc mình đang làm lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều lần. Mà không cần phải viết function, không cần phải làm gì hết. Tức là lặp lại nhiều lần. Việc của chúng ta là xuất ra một chuỗi, bây giờ mình nhập đúng không? Nhập thì mình sẽ có scan, scan bằng new scan mở ngoặc system chấm in. Có đến bây giờ có bạn nào mà không biết cái này không ta? Nhập mã số sinh viên. Rồi thầy giả sử ở trên này thầy có một cái string mã số sinh viên. Thầy khai báo string mã số sinh viên và mã số sinh viên sẽ bằng scan chấm net line. Rồi. Và cuối cùng chúng ta sẽ xuất cái mã số vừa nhập. Thầy giả sử cái việc xuất của chúng ta là việc xử lý ví dụ như là đưa vào array list hoặc là import vào database chẳng hạn mã số sinh viên. Rồi, mình nhập cái mình xuất ra, nhập cái xuất ra. Chưa kiểm tra gì hết, chưa kiểm tra bất kỳ một cái gì hết. Nhập mã số sinh viên xong xuất, nhập mã số sinh viên xong xuất. Vậy lúc này nhập đúng hay nhập sai gì cũng xuất hết. Ví dụ chúng ta có PS PS là 20 20101 enter xuất. P A 20102 xuất. Tức là chấp nhận đúng hết. Hoặc là PS 2103 xuất luôn. Như vậy tại thời điểm này thầy đang ví dụ rằng mình chưa có biểu thức chính quy để kiểm tra thì tất tần tật mọi thứ các bạn nhập vào đều đúng và dữ liệu của các bạn nếu như không kiểm tra là đến lúc mà mang ra sử dụng một cái là banh đó nha. Bởi vì cái người kỹ á, thì nhập nhìn chính xác, còn cái người không kỹ giả sử PS thì bạn đấy có thể gõ PA hoặc PD hoặc PX hoặc PZ, PE, PW, PQ, tức là những cái phím gần gần đó đó. Nhiều khi bạn quẹt vô mà bạn không biết luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng biểu thức chính quy để mình hạn chế những cái sai đó như thế nào. Vậy thì tại đây thay vì bạn chỉ có mã số sinh viên thì bạn khai báo cho thầy một cái chuỗi string tức là kiểm tra hoặc trong đề người ta dùng từ tiếng Anh nghe cho nó hay hay tí pattern ha à, mẫu á mẫu hoặc là mình để mã số sinh viên mẫu đi ha. Mã số sinh viên mẫu sẽ bằng cái gì nha, chú ý nè. Mã số sinh viên mẫu người ta sẽ đặt trong một cặp dấu nháy kép. Cái gì mà chúng ta ghi lúc nãy đó đặt trong cặp dấu nháy kép bởi vì nó là chuỗi. Như vậy cái chúng ta ghi là cái này, chúng ta đặt cái này vào trong cặp dấu nháy kép. Và đây là cái mẫu của mã số sinh viên. Rồi bây giờ xuống đây, trước khi xuất thì chúng ta sẽ kiểm tra. Và phương thức kiểm tra bạn sẽ dùng cái phương thức là match, so khớp chứ không phải là bằng nhé. Không bằng nhé. Mã số sinh viên mình nhập
Và cái quy chuẩn này mặc dù đều là chuỗi hết mà không hề bằng nhau nhé, làm gì có bằng đâu. Ví dụ BS, ví dụ cái này BS 20101 nó đâu có bằng cái này, cho nên chỗ này của mình là so khớp. Vậy so khớp thì người ta dùng cái hàm là match, so khớp. Nếu như cái mình cần nhập vào so khớp với cái chuẩn mà đúng thì làm gì đó. Như vậy chỗ này còn làm gì đó là chuyện của mình, được không? Nếu mã số sinh viên chấm match so với mã số sinh viên mẫu mà đúng, nếu như so khớp mà đúng thì làm gì. Làm gì đó là chuyện của mình. Ví dụ đưa cái mã số sinh viên này vào database, add nó vào ArrayList, ví dụ như vậy. Còn thầy hiện nay tạm thời thầy chỉ xuất cái mã số này ra thôi, không làm gì phức tạp cả. Còn không thầy nói rằng bạn nhập mã số sinh viên không đúng chuẩn. Còn nếu đúng hay sai, cái này là thầy ơi em bó tay, cái này là bó tay nha. Mình chỉ phát hiện không đúng chuẩn thôi, còn PH và PS phải chấp nhận thôi, đâu có gì để so khớp đâu. Cho nên PH 20104 hoàn toàn đúng, mặc dù nó sai, bởi vì đúng ra là PS nhưng mà phần mềm phải chấp nhận cái này thôi. Còn sau này thì bạn phải kiểm tra bằng tay, phải dò lại bằng tay, hoặc là chỉ có bằng cách là capture cái gì đó bằng hình ảnh rồi mệt lại bằng AI rồi gì đó thì sau này thôi. Chứ còn hiện nay đối với lại biểu thức chính quy thì mình chỉ có thể làm được như vậy thôi. Chạy nha. Rồi, nhập vô PS 20101 xuất PH 20102 xuất nhập vô PA 20103 không đúng chuẩn, hoặc là HS 20104 sai, hoặc là PS 2105 sai, hoặc là PS 2010 66 có không? Nhiều khi mình nhập mà mình nhấn hai lần luôn á, có sai. Như vậy mình thấy là biểu thức chính quy phát huy rất rất hay, nó loại trừ cái khả năng mà con người mình nhập sai, loại trừ lớn lắm đó mấy em. Nếu mà không có biểu thức chính quy này mà không không cẩn thận á là dữ liệu của mình nhập vào, bởi vì hoàn toàn đúng. Bạn gõ BA cũng đúng mà, BA với BS là giống nhau, bởi vì hai phím nó gần nhau, cho nên là xảy ra trường hợp sai số này rất rất nhiều, mà có biểu thức chính quy là nó hạn chế lắm luôn á. Được chưa? Đây là một ví dụ cực kỳ cơ bản. Còn việc của các bạn là bây giờ cái này chúng ta đang dịch ngược, tức là có biểu thức chính quy chúng ta mới giải thích là chỗ này số điện thoại gì đấy, ký tự thứ nhất là số 0, ký tự thứ hai là chỗ nào ta? À, ký tự thứ hai là cả cái cụm này. Vậy cái này là từ từ thứ hai đến thứ mấy ta?
ít nhất là mấy? 9. Nhiều nhất là 10. Vậy số điện thoại của mình, nếu như là mình chọn 9 thì số điện thoại của mình là bao nhiêu số? 10 số cộng với số 0 phía trước. Còn nếu nhiều nhất là 10 thì nó là số điện thoại 11 số. Rồi, mình đọc cái này xem. Chứng minh nhân dân làm sao đây? Mấy số? 9 số. Và tại mỗi ký tự đó thì chỉ có số từ 0 đến 9. Số điện thoại của Việt Nam mới nói xong. Xe máy Sài Gòn có mấy ký tự đây? Thứ nhất, 5 là gì? Là ký tự đầu tiên cố định số 5. Bởi vì mã số Sài Gòn từ 50 cho đến 59. Chỉ có số 5 là Sài Gòn. Rồi. Ký tự thứ hai là chỗ nào? Xuyệt D. Vậy xuyệt D là gì? Từ 0 đến 9. Rồi, mới nói xong. Như vậy, mình có ký tự thứ nhất, ký tự thứ hai, ký tự thứ ba đâu? À, ký tự thứ ba là dấu gạch ngang. Ký tự thứ tư, từ A đến Z, đây là ký tự thứ tư. Chỉ có một chữ viết hoa. Chỉ có một chữ viết hoa. À, mình xuống đây mình ví dụ đi ha. Mình ví dụ như là 5 7 trừ cái N. Rồi, tiếp tục ký tự tiếp theo. Ký tự tiếp theo đâu? Xuyệt D. Ví dụ N 8. Rồi, ký tự tiếp theo. Dấu trừ. Gì nữa nào? Chỗ này xuyệt D 4 lần. Xuyệt D 4 lần. Ha, cái dấu ngoặc này mình coi thử. Đây là mở ngoặc nè. Đến là kết thúc ngoặc nè. Được không? Như vậy xuyệt D 4 lần, xuyệt D 4 lần. Và ví dụ xuyệt D 4 lần. 5 4 3 6. Rồi, gì nữa? Dấu sổ. Tiếp theo. Gì nữa? Xuyệt D 3 lần. Xuyệt D 3 lần là gì? Hoặc là ba số. Rồi, hoặc ba số ha. Chỗ này chú ý nè, hoặc ba số. Vậy ví dụ như là 6 7 8. Rồi đến gì? Một xuyệt chấm là dấu chấm. Rồi đến xuyệt D 2 lần. Ví dụ 4 15. Vậy chỗ này hoặc là bốn số hoặc là ba số với hai. Như vậy mã số xe của mình có thể là có phải vậy không? Đây là biển số cũ. Đây là biển số mới. Số 4 số và số 5 số. Được không? Như vậy chỗ này người ta để dấu hoặc là như thế, biểu thức chính quy hoặc 4 hoặc 5 đều được. Nhưng đây là chúng ta đọc ngược từ cái đã có biểu thức chính quy và chúng ta mô tả lại. Nhưng trong thực tế có phải đọc vậy không? Không. Trong thực tế từ cái này nè
mình phải nghĩ ra biệt thức chính quy. Chứ làm gì có biệt thức chính quy trước. Cho nên sau này các bạn đi làm, giả sử cái mảng của hàng hóa đó thì công ty người ta quy định cái gì mình phải ghi cực kỳ cụ thể. Ký tự một là gì, ký tự hai là gì, ký tự ba bốn năm là gì, để mình nghĩ ra cái biểu thức chính quy này làm gì mấy em. Mình giúp cho nhân viên lập nhập nhập liệu của công ty người ta đó hạn chế sai sót, hạn chế sai sót, được chưa? Như vậy mình đã nắm được biểu thức chính quy chưa? Ổn ha. Biểu thức chính quy là từ những cái quy luật trong thực tế mình muốn ràng buộc để người nhập liệu không bị sai. Nếu sai thì nó báo để nhập lại. Còn nếu mình không có biểu thức chính quy thì người ta nhập thoải mái. Mình nhập thoải mái là cái dữ liệu có xài được không? Hoàn toàn không xài được. Còn nếu như mình hạn chế bằng biểu thức chính quy thì cái trường hợp mà BS mà gõ BH thì cái xác suất nó ít và cái làm dữ liệu của mình ổn hơn. Tóm lại, biểu thức chính quy chỉ giúp loại trừ những trường hợp chắc chắn sai, còn những trường hợp có thể đúng, có thể sai thì phải chấp nhận. Rồi sau đó mình sẽ kiểm tra lại một lượt nữa bằng mắt thường vậy thôi, chứ không có cách nào mà kiểm tra chỗ này cả. Nếu mà thế hệ lập trình tương lai của chúng ta đang ngồi đây suy nghĩ ra một cái cách nào đó hay hơn, trong đầu là nghĩ là BS là phải gõ đúng BS, không được gõ BH phải cỡ đấy thì ok, là hạn chế được những trường hợp này đúng không? Trong đầu nghĩ BS hoặc là miệng đọc BS là phải vô BS. Miệng đọc thì được, bây giờ đọc là nó vô được rồi đấy nhưng mà nghĩ xong gõ đó là chưa ha. Cần thế hệ lập trình tương lai, hy vọng là các bạn ngồi đây mai mốt biết đâu làm được, đúng không? Biết đâu trong đám xương xanh ấy rồi hy vọng thế.